Chào mừng quý vị và các bạn đến với buổi quay thử tham khảo kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ hai ngày 17 tháng 10 năm 2022 của Mạnh Vết 1. Hôm nay mình quay gồm có 3 đài: đài Thành phố Hồ Chí Minh, đài Đồng Tháp và đài Cà Mau. Chúc các bạn may mắn, bạn hãy nhấn cái chuông đăng ký ủng hộ Mạnh Vết 1, một đăng ký một like nha các bạn.